Chào quý khán thính giả đã đến với kênh Thời sự Lưu. Kính thưa quý khán thính giả, Biển Đông đã dậy sóng trở lại sau thời gian im ắng vừa qua. Có thể nói rằng, kế hoạch tái khởi động hệ thống cầu lối từ đất liền ra Biển Đông của Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến cuộc chiến trên Biển Đông nổ ra. Phía Việt Nam không thể đứng khoanh tay nhìn Trung Quốc ăn cướp biển đảo của mình một cách dễ dàng như vậy, nên đã lên kế hoạch ngăn chặn Trung Quốc. Tuy nhiên, với sức lực quá yếu kém của mình trước đội quân hàng hải lớn nhất thế giới, nên những cuộc tấn công của Việt Nam như chim chích đá voi, không còn cách đánh nào khác ngoài cách đánh du kích cho đặc công đánh úp một vài con tàu nào đó hoặc tấn công lên đảo cho nổ tung một hai chiếc máy bay. Tất cả những điều Việt Nam làm được chỉ có thế, và những đảo đá của Trung Quốc ăn cướp được của Việt Nam vẫn đứng sừng sững như thách thức. Ở đời có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Việt Nam hiểu được điều này, nhưng tướng tài của Việt Nam vào thời điểm hiện tại như lá mùa thu. Ngoài tướng Bùi Cao Khánh tận trung với nước ra, thì hầu như tướng tá Việt Nam chỉ ham hố vơ vét tài sản của nhân dân. Ông quan nào cũng giàu sụ, có đến hàng ngàn tỷ trong các nhà băng. Ông quan nào cũng có 5 đến 10 cái biệt thự hoành tráng, đi mỏi chân không hết cả diện tích. Cái nò của bác Tổng Bí Thư cháy suốt năm này qua năm khác, nhưng không bao giờ hết củi, bởi pháp luật Việt Nam chỉ dành cho dân đen. Còn đối với các quan chức, có bị phát hiện ra tham ô vài chục ngàn tỷ, cũng đi ăn dưỡng vài ba năm trong trại tù, rồi trở về tiếp tục hưởng thụ. Tướng Bùi Cao Khánh được coi là một viên tướng tài tận tâm với đất nước. Vào thời gian năm ngoái, khi ông Tập Cận Bình tuyên bố khởi công xây dựng hệ thống cầu lối từ đất liền ra Biển Đông, tướng Bùi Cao Khánh đã mất ăn mất ngủ để tìm ra phương án tối ưu khắc chế hình thức ăn cướp này của Trung Quốc, nhưng ông cũng đành bất lực. Họp bàn các tướng lĩnh thì ông nào cũng chỉ có mấy câu cũ rích muôn thuở là quan ngại, là không nên để mất lòng người anh em tốt. Thậm chí còn không dám cả nhắc đến tên Trung Quốc. Sự xuất hiện của vợ tướng Bùi Cao Khánh sau trận chiến đấu kinh hoàng diễn ra ở Bình Độ 466 đã vô tình mở ra cho tướng Khánh một lối đi. Đó là cứu tinh của dân tộc Việt Nam mà mấy chục năm qua tướng Khánh đã quên mất. Đó chính là nhà tiên tri Phong Nha. Ông nhớ lại những thời khắc lâm chung, tướng Hoàng Đan có nói với ông rằng khi nào bế tắc hãy tìm đến nhà tiên tri Phong Nha. Cũng có thể trong trận chiến với 2.000 quân lính Trung Quốc ở Hà Giang, ông bị thương nặng bất tỉnh. Và sau khi từ cõi chết trở về, ông mới nhớ tới vị cứu tinh này. Nhà tiên tri Phong Nha đã đưa ra hai kế sách tùy ông lựa chọn, và sau vài đêm suy nghĩ, ông đã kết hợp cả hai kế sách này lại với nhau để đem lại kết quả khả quan nhất. Đó cũng chính là biệt tài khác thường của tướng Bùi Cao Khánh. Một mặt, tướng Bùi Cao Khánh đã cho quân lính phục kích ở tuyến biên giới Cao Bằng gần cửa khẩu Trà Lĩnh để bắt thân nhân của kẻ phản bội Nguyễn Đăng Tuấn, người đã thiết kế ra bản vẽ dự án cầu lối này. Hiện nay, tên Tuấn đang có mặt ở Đá Chữ Thập nghiên cứu để giúp Trung Quốc xây dựng những chân đế cầu làm nền móng cho những viên gạch đầu tiên ném xuống lòng biển. Một mặt, ông đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên là ông Lê Bá Vinh, gửi công hàm văn bản xin Triều Tiên giúp đỡ tấn công các đảo đá ở Trường Sa. Hai yếu tố này đã đem lại kết quả khả quan khi tên Tuấn bị phân tâm, bởi nghe tin gia đình vợ con bị quân đội Việt Nam giam giữ vì tội phản bội Tổ quốc. Trong khi đó, Hải quân Triều Tiên nã tên lửa lên Đá Chữ Thập khiến tên Tuấn hoảng sợ, lo mất mạng, nên đã đề nghị với Tập Cận Bình cho hắn trở lại Bắc Kinh nghiên cứu. Cả hai kế sách này đều do nhà tiên tri Phong Nha bày ra cho ông. Khi đã nói ra thì nghe vô cùng đơn giản, nhưng trước lúc gặp nhà tiên tri này thì cả ngàn tướng lĩnh Việt Nam chẳng ông nào nghĩ ra. Chắc chắn tướng Bùi Cao Khánh sẽ đi những bước tiếp theo trong kế hoạch ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Tại sao trước đây Tập Cận Bình tuyên bố tướng Khánh là mầm mống gây họa cho Trung Quốc thì bây giờ các quan chức Trung Quốc đã hiểu ra. Một tướng tài có thể ngồi một nơi chỉ huy đánh trăm trận trăm thắng, ngàn tướng bất tài chỉ đem nướng quân và đem tai họa cho đất nước mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao Tập Cận Bình ra lệnh cho 2.000 quân lính tấn công vào sư đoàn bộ 316 ở Hà Giang, quyết bắt sống hoặc bắn hạ tướng Khánh để trừ hậu họa. Liên quan đến cuộc tấn công của lính đặc nhiệm Trung Quốc vào cảng biển Cam Ranh, người Việt Nam chúng ta thử biết rằng, người Trung Quốc đầy mưu ma trước quỷ, nhưng biết vậy thôi là chưa đủ,
bởi người Việt Nam vẫn có sự ràng buộc rất lớn đối với người Trung Quốc. Đã nhiều đời nay, người Việt Nam muốn gỡ bỏ cái vòng kim cô trên đầu do người Trung Quốc buộc chặt trên đó ra, nhưng đâu có thể dễ dàng như vậy được. Hay nói một cách trực diện cho dễ hiểu, người Việt Nam muốn thoát chung không chịu sự ràng buộc của người Trung Quốc, nhưng chưa thể làm được điều đó. Người khôn ngoan phải biết đợi chờ thời cơ, và có vẻ như thời cơ ấy đang đến rất gần với người Việt Nam khi Mỹ và nhiều nước khác đã có quan hệ rất tốt với Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Trong số những nước đang giúp Việt Nam, những loại vũ khí để Việt Nam có đủ sức mạnh chống lại Trung Quốc phải kể đến Mỹ, Nga và Ấn Độ. Nhưng sự kiện Trung Quốc quyết tâm xây dựng mạng lưới cầu nối để chiếm trọn Biển Đông vô tình đã giúp Việt Nam ta có thêm một người bạn mới. Người bạn đó trước đây với Việt Nam chỉ ở mức độ quan hệ bình thường, nhưng qua sự vụ này, người bạn đó đã trở nên thân thiết hơn. Vâng, người bạn đó chính là Triều Tiên. Để chứng minh điều này, Chủ tịch nhà nước Kim Jong-un đã tuyên bố Trung Quốc động đến Việt Nam, tức là động đến Triều Tiên. Và còn hơn thế nữa, ông Kim Jong-un cũng vừa hứa sẽ đến thăm quân cảng Cam Ranh và trang bị cho Việt Nam loại tên lửa siêu thanh đời mới mang đầu đạn hạt nhân, bắn hạ tàu sân bay Trung Quốc dễ như bắn tập. Dù ông Kim chưa nói rõ loại tên lửa đó là loại tên lửa nào, nhưng nếu nó bắn hạ được cả tàu sân bay của Trung Quốc thì chẳng có gì phải cần đến biết rõ hơn. Ông Kim Jong-un cũng không nói rõ ông sẽ tặng cho Việt Nam hay là bán cho Việt Nam. Cái cụm từ trang bị cho Việt Nam đó có rất nhiều ý nghĩa, muốn ai hiểu sao cũng được. Nhưng chúng ta thử biết rằng, Triều Tiên hiện nay là một nước đói ăn. Việt Nam vừa chi viện cho Triều Tiên 400 tấn gạo, khi Tập Cận Bình mới cắt viện trợ. Bởi vậy, nếu ông Kim Jong-un hào phóng tặng loại vũ khí này cho Việt Nam đi nữa, thì chắc chắn rằng người Việt Nam cũng không để phía Triều Tiên phải chịu thiệt thòi. Ở đời có câu, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ngay cả phía Mỹ tặng cho Việt Nam 17 tàu khu trục, nhưng trên thực tế, Việt Nam sẽ phải chi trả nhiều hơn số tiền nếu Mỹ bán ra thị trường. Chi trả ở đây cũng có rất nhiều cách. Cho Mỹ thuê cảng biển Cam Ranh hoặc cho Mỹ khai thác chung tài nguyên ở Biển Đông cũng là một cách chi trả. Còn với Triều Tiên thì lại khác. Không ai biết rõ Việt Nam sẽ lại quả cho Triều Tiên những thứ gì. Nhưng chắc chắn là ông Kim Jong-un sẽ toại nguyện bởi người Việt Nam dù nghèo hơn các nước trên thế giới nhưng luôn luôn chơi đẹp. Lời tuyên bố của ông Kim Jong-un có lẽ đã làm cho Trung Quốc run sợ. Mối lo sợ về 17 tàu khu trục của Mỹ trao tặng còn chưa hết thì nỗi sợ mới này lại ập đến. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà Trung Quốc đã điều động lính đặc nhiệm xâm nhập vào cảng biển Cam Ranh của Việt Nam ta. Vâng, một cuộc xâm nhập của 300 người nhái Trung Quốc vào cảng biển Cam Ranh của Việt Nam mới bị Hải quân Việt Nam phát hiện vào đêm hôm qua. Theo một nguồn tin từ phía Hải quân Việt Nam cho biết, vào đêm hôm qua khoảng 300 người nhái Trung Quốc đã xâm nhập vào cảng biển quân sự Cam Ranh. Lực lượng này được tàu ngầm TIP-094 của Trung Quốc chở đến cách cảng biển quân sự Việt Nam 4 hải lý. Sau đó, chúng dùng xuồng cao tốc lướt nhẹ trong đêm tối tiến vào cảng biển quân sự. Mục tiêu của nhóm người nhái này là phá hủy 17 con tàu khu trục của Mỹ vừa tặng cho Việt Nam trước đó. Phía Trung Quốc đã điều Thủ tướng Lý Cường bay sang Việt Nam thương thảo về vụ việc này bất thành, bởi ông Lý Cường đã đưa ra những đòi hỏi quá vô lý khi yêu cầu Việt Nam phải trao trả Mỹ 17 con tàu khu trục nói trên. Thủ tướng Việt Nam đã đuổi khéo ông Lý Cường về nước khi cho rằng đây là chuyện riêng giữa người Mỹ và người Việt Nam không liên quan gì đến Trung Quốc. Tiếp theo đó, Trung Quốc tiếp tục điều đặc phái viên Tống Đào sang Việt Nam khi nghe tin các kỹ sư Việt Nam đã lắp đặt thêm hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ vào 17 con tàu khu trục này. Ông Tống Đào đã ngỏ lời muốn đến quân cảng Cam Ranh để mục thị những tàu của Mỹ. Tuy nhiên, phía Việt Nam cũng đã đuổi khéo ông Tống Đào về nước theo cái cách không có gì nhục nhã hơn. Không những ông Tống Đào thù hận người Việt Nam mà chính quyền Trung Quốc cũng uất ức khi Việt Nam dám đối xử với những nhân tài của nước lớn theo cái cách như xua đuổi heo về vườn. Uất ức và oán hận, phía Trung Quốc đã điều tàu ngầm TIP-094 chở 300 người nhái tinh nhuệ để phá hủy 17 con tàu này. Tuy nhiên, người Việt Nam đâu dễ dàng để cho người Trung Quốc lộng hành như thế. Trước đó, Hải quân Việt Nam đã di chuyển một số tàu khu trục này ra vùng 4 tham gia diễn tập bắn đạn thật. Các chuyên gia và sĩ quan Hải quân Mỹ cũng đã có mặt tại Việt Nam để theo kèm những thuyền viên mới. Tại biển Cam Ranh hôm qua, chỉ còn lại hai tàu khu trục.
Phía Việt Nam cũng suy đoán kiểu gì Trung Quốc cũng cho quân lính phá hủy những con tàu này nên đã sắp đặt trận địa thiên la địa võng. Khi 300 người nhái của Trung Quốc lọt vào ổ phục kích, hàng trăm tàu bè của Việt Nam đã bật đèn pha sáng quắc, kêu gọi những tên lính này đầu hàng. Lính Trung Quốc bị bao vây bất ngờ, rối loạn địa hình, bắn bừa bãi vào những chiếc đèn pha, đồng thời chúng tăng tốc những chiếc xuồng chạy ra ngoài khơi, rồi nhảy xuống nước xuống tàu ngầm TP-094. Khoảng 60 lính Trung Quốc đã bị bắn hạ chìm xuống biển khơi trong số 300 tên ban đầu. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi liên tục loan báo về tình hình Mỹ bàn giao cho Việt Nam 17 tàu khu trục hạm, khiến Trung Quốc kịch liệt phản đối. Đây là hành động bất thường, vì Trung Quốc thường xuyên tuyên bố hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đủ năng lực kiểm soát toàn bộ khu vực rộng lớn Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong khi Việt Nam chỉ có duy nhất 17 tàu khu trục mới tiếp nhận của Mỹ, chuẩn bị đưa vào biên chế cho lực lượng hải quân nhân dân. Nếu so với lực lượng hải quân hùng hổ của Trung Quốc thì chỉ như trứng chọi đá. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn mặc quân phục bước lên một tàu khu trục tại Tam Á, đảo Hải Nam để thị sát cuộc duyệt binh trên biển. Trước mặt ông Tập là hạm đội lớn nhất mà Trung Quốc từng triển khai trên biển với 48 chiến hạm, hơn 10.000 quân nhân và hàng chục tiêm kích. Ông Tập khi đó công bố tham vọng xây dựng lực lượng thể hiện sức mạnh của Trung Quốc trên các đại dương. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh chưa bao giờ cấp bách như bây giờ. Chủ tịch Trung Quốc phát biểu hùng hồn và đánh thép như thế trước truyền thông báo chí. Thế mà Việt Nam mới có 17 tàu khu trục hiện đại của Mỹ bàn giao vừa mới tiếp nhận đã khiến đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải hạ mình điện sang Việt Nam yêu cầu Việt Nam không được tiếp nhận như triển khai hoạt động trên Biển Đông. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn tiếp tục cử Thủ tướng Chính phủ và đặc phái viên Tống Đảo sang Việt Nam đàm phán. Tất cả đều có quan điểm là yêu cầu Việt Nam phải trả lại Mỹ khu trục hạm ngay và nhấn mạnh là không được đưa vào hoạt động sẽ gây căng thẳng trên biển và làm ảnh hưởng đến hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Vẫn chưa yên tâm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn điện sang Việt Nam đàm phán về việc nếu Việt Nam trao trả Mỹ 17 tàu khu trục hạm, phía Trung Quốc cam kết sẽ rút quân và bàn giao các đảo nhân tạo ngoài Biển Đông cho Việt Nam kiểm soát. Ngoài ra còn giúp trang bị cũng như đào tạo cho lực lượng hải quân Việt Nam theo tiêu chuẩn hiện đại nhất thế giới mà Trung Quốc đang sở hữu. Trước khi kết thúc cuộc đàm phán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn ra điều kiện nếu trong vòng 24 giờ Việt Nam không trao trả Mỹ 17 tàu khu trục hạm, phía Trung Quốc sẽ đơn phương cắt đứt tình hữu nghị Việt-Trung cũng như tiến hành trục xuất đại sứ quán, chấm dứt quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Việt Nam. Sau đó, Trung Quốc sẽ tiến hành trả đũa việc đơn phương cấm vận kinh tế Việt Nam và cô lập Việt Nam trên trường quốc tế. Trung Quốc sẽ xem xét đến các biện pháp quân sự nếu cần thiết để bảo vệ trước các mối nguy hiểm tiềm tàng đến từ 17 tàu khu trục hạm của Việt Nam. Trung Quốc không chấp nhận hành động trang bị vũ khí của Việt Nam mà không thông báo cho Trung Quốc biết trước. Hành động bất ngờ trang bị 17 tàu khu trục hạm của Việt Nam tương đương với việc Việt Nam đang đe dọa sử dụng vũ lực đối với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn ra thông báo về thông số kỹ thuật cũng như vũ khí được trang bị trên 17 tàu khu trục của Việt Nam là đặc biệt nguy hiểm cho hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Tất cả khu trục hạm mà Mỹ mới cung cấp cho Việt Nam đều có khả năng tàng hình, hoạt động tốt vào thời tiết xấu, chịu được sóng biển từ 6 đến 8 mét, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, tự dò tìm mục tiêu để tấn công tự động. Hệ thống săn ngầm có thể tấn công các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc với khoảng cách 100 km. Các dàn tên lửa hành trình Tomahawk tự tìm mục tiêu có thể tấn công phá hủy hai tàu sân bay hiện đại là Liêu Ninh và Sơn Đông. Trong trường hợp hai bên có đụng độ trên Biển Đông, các vũ khí được trang bị trên 17 tàu khu trục của Việt Nam sẽ tấn công tự động, phá hủy toàn bộ sức mạnh của hạm đội Nam Hải. Nhà nước Trung Quốc không chấp nhận việc Việt Nam trang bị những loại vũ khí hiện đại quá mức cần thiết. Đây là hành động chỉ với mục đích duy nhất nhằm đe dọa vũ lực, trong tham vọng làm suy yếu lực lượng hải quân của Trung Quốc. Ý đồ của Việt Nam là cản đường phát triển của hạm đội Nam Hải, cũng như khống chế Trung Quốc kiểm soát toàn bộ khu vực Biển Đông. Trung Quốc sẽ chờ tới 24 giờ tới, nếu Việt Nam không thực hiện các yêu cầu của Trung Quốc đề ra, Trung Quốc sẽ cắt đứt liên lạc qua đường dây nóng đã được hai bên thiết lập, trục xuất đại sứ quán Việt Nam khỏi Bắc Kinh. Tiếp theo là tuyên bố sẽ trục xuất toàn bộ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, buôn bán trong lãnh thổ của Trung Quốc về nước. Sau 24 giờ, toàn bộ công dân Việt Nam không rời khỏi Trung Quốc,
các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ tiến hành bắt giữ vì những người Việt Nam này vi phạm luật cư trú tại Trung Quốc đại lục. Tất cả sẽ bị khởi tố, sau đó được đưa ra xét xử tại các tòa án nhân dân theo đúng trình tự luật pháp đã quy định tại đại lục. Hành động ngang ngược phi lý này của Trung Quốc gần như ép Việt Nam phải chấp nhận đầu hàng trong việc bàn giao trả lại Mỹ 17 tàu khu trục hạm hiện đại nhất, có đủ sức mạnh biến toàn bộ vũ khí biên chế trong hạm đội Nam Hải Trung Quốc thành đống sắt vụn. Trung Quốc biết thân biết phận, vũ khí của mình chỉ là món đồ trang điểm rẻ tiền gặp trời mưa. Nó ví như cây gỗ mục được sơn phủ kín khiến người đi đường nhìn vào tưởng vững chắc, chuẩn bị gặp trận bão tấn công vào. Trung Quốc đang đưa ra bài toán khó giải nhất cho Việt Nam đúng vào thời điểm khó khăn. Những người Việt Nam bị trục xuất đến biên giới sẽ gây ra sự khủng hoảng tại các khu vực biên giới Việt Trung trong những ngày tới đây nếu Việt Nam không trao trả lại Mỹ 17 tàu khu trục. Không biết các nhà lãnh đạo tại Việt Nam sẽ giải quyết thế nào trước các yêu sách của Trung Quốc đưa ra mang tính một mất một còn. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.